Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn sưởi, dàn sấy nóng trong xe của xe Kia Morning 2010 đến 2012. Với cái sản phẩm được sản xuất từ nhà xà hàng, đây là hàng liên doanh anh em nhé. Được sản xuất từ hợp kim nhôm này. Đây anh em nhìn. Đây là hai cái ống dẫn của dàn sưởi. Đây là các cái lan. Đây các cái đây là các cái tép nhôm này, các cái lan. Đây mới là chính các cái lan để dẫn nhiệt này. Bốn cái xốp bao quanh này để đưa khi đưa vào trong hộp thì nó sẽ khít và nó kín. Đây, đây là tổng quan của sản phẩm. Với cái dàn sưởi này nó sẽ giúp hỗ trợ cho chúng ta khi mùa đông đến, mùa lồm mùa ẩm thì anh em bật sang cái chế độ sưởi, tức là chế độ nóng đấy, thì nó sẽ hoạt động, nó sẽ là làm sấy nóng trong xe. Đây, với cái thông số kỹ thuật của nó là chiều dài là 23, bao phủ cả xốp. Chiều rộng của nó là 19 bao phủ cả xốp, và chiều dày là 2,5 3 bao phủ cả xốp. Với cái sản phẩm được kiểm tra kỹ càng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm với cái sản phẩm của bên em. Dù là chính hãng hay là hàng liên doanh, bên em sẽ đều kiểm tra rất là kỹ trước khi đưa đến tay của khách hàng. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu hỗ trợ tìm hiểu về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ 0856727722. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.